Xin chào các bạn, mình là Ken Ken. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò ảo thuật vô cùng đặc biệt. Hôm nay các bạn thấy Ken Ken có mái tóc có đẹp không nào? Có lỗ mũi có đẹp không? Rồi, chuyện xấu đẹp chúng ta tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm xem hôm nay chúng ta sẽ học được trò ảo thuật gì ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái khăn. Rồi, trong tay Ken Ken không có gì. Đầu tiên các bạn sẽ nhấc cái khăn vô chúng ta. Không có gì ha. Nhấc cái khăn vô đây. Đó, nhấc sâu vô chồng. Rồi xong là thổi vô. Thổi tiêu. Cái tay hoàn toàn không có gì. Rồi sau đó nắm lại. Thò tay vô chồng. Rút cái khăn ra. Như vậy các bạn sẽ nói là quay video làm sao thấy, diễn xa làm sao thấy. Rồi, anh em sẽ diễn gần lại cho các bạn coi. Đầu tiên mình sẽ lấy cái khăn ra cho người ta coi. Cái tay không có gì. Nắm lại. Rồi, chúng ta nhét cái khăn vô. Rồi, nhét như thế này. Đây, xong rồi. Mở ra nè. Mất tiêu. Hai tay, không có gì. Rồi, nắm lại. Rồi, chúng ta sẽ thò tay vô cho. Rút cái khăn ra. Wow, rất là đơn giản. Rồi chúng ta làm phức tạp hơn thêm một chút xíu nữa. Thì sao? Mở tay ra, không có gì. Chúng ta tiếp tục, chúng ta nhét vô. Nhìn trong miệng của Ken Ken hả? Không có gì hết. Nhớ nha, trong miệng của Ken Ken không có gì hết. Rồi, chúng ta nhét sâu vô, sau đó mở ra. Mất tay. Trong miệng có gì không? Không có gì, thổi vô miệng. Chúng ta đi nhậu. Ví dụ như có một người nói là bạn có thể biến giấy thành tiền được hay không, hay là biến tờ tiền này thành tờ tiền kia được hay không? Được các bạn. Đối với ảo thuật gia, chúng ta làm điều gì cũng được. Ảo thuật gia có thể biến giấy thành tiền được, có thể biến tiền thành giấy được. Nhưng khi chúng ta đi chơi thì chúng ta nên biến giấy thành tiền. Tại sao? Tại vì khi chúng ta biến giấy thành tiền, chúng ta sẽ có được tờ tiền của khán giả. Như vậy chúng ta có lợi và mang đến cho khán giả một cái điều suy nghĩ trong đầu. Còn nếu các bạn biến tiền thành giấy thì lúc đó các bạn sẽ bị lỗ, và cái thứ hai khán giả không có không phục. Rồi, ví dụ như khán giả đưa cho các bạn một cái tờ tiền giấy. Các bạn nhớ đây là một cái clip hướng dẫn, vì thế các bạn có thể thoải mái coi trước khi diễn và chúng ta xem cái cách hướng dẫn sau khi diễn ha. Rồi, ví dụ khán giả đưa cho mình cái tờ giấy, xếp nó lại. Đó, cho khán giả coi. Cho khán giả coi cái tờ giấy. Rồi sau đó chỉ cần một giây thôi, các bạn đếm 1, 2, 3. Ra tờ tiền. Wow, được 500 ngàn. Như vậy các bạn lời hay lỗ? Lời hay lỗ? Chúng ta coi tờ tiền. Wow, hai tay không có gì. Thấy chưa? Như vậy các bạn đã được biến tờ giấy thành tờ tiền. Các bạn thấy dễ không nào? Rất là dễ. Như vậy trong ảo thuật chúng ta có thể biến bất kỳ cái gì chúng ta muốn. Chỉ trong ảo thuật thôi nha, chứ chúng ta không có phép. Ảo thuật là gì? Ảo thuật là sự nhanh tay lẹ mắt và có một cái dụng cụ hỗ trợ bên ngoài hỗ trợ chúng ta. Như vậy cái dụng cụ đó là cái gì? Hôm nay Kim Ken sẽ tiết lộ bí mật cho các bạn. Vậy trả là hôm nay để chúng ta biến mất được cái khăn trong tay và biến tờ giấy thành tiền thì nó có cái gì nào? Ken Ken sẽ lấy nó ra. Đây. Chúng ta có một cái ngón tay giả. Rồi, các bạn nhìn kỹ, chúng ta có một cái ngón tay giả. Rồi. Như vậy thì sẽ có bạn hỏi là cái ngón tay giả này nó có giống ngón tay thật hay không? Mình xin thưa với các bạn, trên thế giới này người ta sản xuất ra cái ngón tay giả này, nó gần giống với ngón tay giả tầm khoảng 90%, chứ nó không hoàn toàn giống 100%. Tại vì sao? Tại vì người thì có da đen, da trắng, da màu, đủ thứ da hết. Và cái nhựa người ta làm ra nếu giống với cái ngón tay của mình thì chưa chắc giống với ngón tay của bạn. Đúng không? Da mỗi người khác nhau. Vì thế các bạn nên nhớ một điều, cái ngón tay
chúng ta là một cái đạo cụ hỗ trợ chúng ta diễn ảo thuật thôi, chứ nó không hoàn toàn giống 100%. Như vậy khi chúng ta đeo vô, các bạn nhìn hai ngón tay của mình, các bạn có phát hiện ra ngón tay giả không? Có. Câu trả lời là có. Như vậy làm sao khi chúng ta đã đeo ngón tay vô rồi, làm sao khán giả phát hiện được chúng ta không sử dụng ngón tay giả? Thì đó là kỹ năng của diễn ảo thuật. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kỹ năng đó cho các bạn. Thì khi các bạn đã có cái ngón tay giả này rồi, thì chúng ta sử dụng cái kỹ năng đó như thế nào? Chúng ta sẽ có ba cái hình thức để cho khán giả kiểm tra chúng tay ta không có gì. Thứ nhất, đầu tiên các bạn đeo ngón tay vô rồi. Như vậy khi chúng ta diễn cho khán giả coi, thì đối với các bạn nữ, chúng ta có thể khi chúng ta đeo ngón tay vô, chúng ta có thể quơ như thế này. Wow, thì khán giả sẽ thấy đây bạn thật sự không có gì đó. Thì các bạn nữ có thể múa như thế này, hoặc là các bạn đứng ở xa, các bạn có thể múa như thế này. Nhưng nếu các bạn nam mà múa như thế này, người ta nói bạn là BD. Rồi, đối với các bạn nam thì sao? Chúng ta có một cái trường hợp rất là đặc biệt mà người ta, cái người mình đối diện, người ta nhìn vô người ta không có biết. Như vậy, để đảm bảo người ta nhìn đối diện, người ta nhìn vô có biết hay không, các bạn hãy nhìn sự xem các bạn có phân biệt được ngón tay giả không. Đó là tư thế để như thế này. Rồi chúng ta sẽ để cái ngón tay cái ở dưới ngón tay trỏ và trên ngón tay út, nhớ như thế này. Và chúng ta để cho khán giả nhìn vô được, thấy cái ngón tay luôn. Các bạn đừng có giấu ngón tay trỏ nha. Nếu chúng ta giấu ngón tay trỏ đi, khán giả sẽ nói ủa sao mày có bốn ngón tay. Vì thế các bạn sẽ để cái ngón tay cái vô, cho khán giả nhìn thấy ngón tay cái luôn. Lúc đó người ta sẽ dòm thấy nguyên cả cái màu để giống nhau, người ta thấy hoàn toàn ồ, thật sự là tay bạn không có gì. Nếu mà các bạn muốn giấu cái khăn, các bạn có giấu giày được không? Không được, bởi vì mình có năm ngón tay mà. Đó. Hoặc là nếu chúng ta ở xa hoặc là đối diện, chúng ta sẽ để chính diện vô con mắt của khán giả, nó như thế này. Đó, nếu các bạn để lại qua một bên, các bạn sẽ thấy được ngay. Nay khi diễn chúng ta nhớ chúng ta để chính diện. Rồi, và cái cách an toàn nhất mình khuyên các bạn nên sử dụng 100% trong thời gian là để như thế này. Chúng ta để qua một bên như thế này. Khán giả thấy hoàn toàn tay mình không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái ngón tay giả này để diễn ảo thuật nha. Các bạn nhớ là chúng ta diễn bất kỳ cái gì mà nhét được trong ngón tay, chúng ta đều biến mất nó. Rồi đầu tiên để các bạn diễn được cái khăn, biến mất cái khăn, chúng ta sẽ diễn như sau. Cầm ngón khăn bằng hai ngón tay này, chừa ngón tay cái ra để ở bên ngoài. Rồi các bạn sẽ xoay người một tí qua đây. Các bạn đừng đứng chính diện, chúng ta xoay người một tí qua đây. Để cái tay của chúng ta thẳng như thế này, chúng ta để như thế này cho nó hợp. Nếu các bạn quẹo như này, người ta nói các bạn tay bạn bị dầu gà nha. Rồi chúng ta mở tay ra này cho nhà coi. Với cái trò này, với sự giúp đỡ của ngón tay giả, chúng ta diễn chậm, thật chậm, không cần diễn nhanh. Rồi chúng ta mở tay ra, cầm cái khăn như thế này. Lúc đó khán giả sẽ không có quan tâm đây là cái gì, người ta chỉ biết mình đang cầm cái khăn. Và ảo thuật là dương đông kích tay. Các bạn dương đông qua đây, dương hướng đông nhưng mà mình đánh hướng tây. Rồi cho nhà coi tay tôi không có gì. Rồi các bạn đưa cái ngón tay, đưa ngón tay vô, đưa ngón tay vô trước, sau đó các bạn nhét cái khăn vô. Đó, khán giả nói nếu mình đưa ngón tay vô khán giả thấy làm sao? Khán giả không thấy thôi. Rồi chúng ta sẽ làm như sau. Đó, đưa như mình như thế này. Rồi ngón tay đã vô xong rồi, lấy cái khăn đút vô. Rồi các bạn nhét cái khăn vô. Rồi sau đó bước cuối cùng chúng ta đút cái ngón tay cái vô, rút ngón tay cái ra và để đúng động tác mình hướng dẫn nó như thế này. Lúc đó con mắt của khán giả sẽ nhìn vô đây, các bạn nhìn hai cái tay nó như thế này, thì chắc chắn khán giả sẽ nhìn cái khăn, khán giả sẽ tập trung nhìn trong đây hết 99%, và 1% lại khán giả kiểm tra trong đây và khán giả thấy ngón tay của mình hoàn toàn để ra ngoài, hoàn toàn không giấu. Nếu các bạn giấu như thế này, khán giả sẽ nghĩ mình giấu ở trong đây. Các bạn mở tay ra, khán giả sẽ không có nghi ngờ. Các bạn hiểu chưa? Đây là một tình huống thực tế như sau. Các bạn lấy cái khăn, các bạn nhét vô đây, nhét vô. Đó. Rồi các bạn để như thế này, khán giả nhìn đi đâu? Chắc chắn nhìn vô tay đây đúng không? 99% nhìn vô đây và 1% kiểm tra tay đây. Nhưng mà con mắt người ta luôn luôn nhìn vô đây, không bao giờ xuất hiện rời khỏi tay đây. Rồi chúng ta tương tự, chúng ta đeo ngón tay giả vô, chúng ta nhét cái khăn vô. Rồi sau khi bước cuối cùng chúng ta thọc vô, rút cái bàn cái ra, chúng ta vẫn nắm bình thường. Lúc đó khán giả sẽ tập trung nhìn vô không, cái tay chúng ta nắm. Rồi chúng ta mở ra, mắt tay
Rồi chúng ta muốn lấy cái khăn ra, nhớ cái tay chúng ta luôn luôn để hướng như thế này nha, nắm lại, đưa ngón tay cái vô trước, đưa ngón tay cái vô trước, rút cái tay ra, rồi thò ngón tay trỏ rút nó ra. Oh, như vậy chúng ta đã xuất hiện được cái khăn. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy ngón tay trái về luôn để cho hàng giả thấy à, chúng ta có cái khăn không. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa, bình thường giống như chúng ta làm gì, mình sẽ làm chậm cho các bạn coi. Các bạn không thấy ngón tay cái luôn chứ đừng có nói là biết bí mật rồi. Biết bí mật rồi mình cũng không biết ngón tay cái. Nó tiêu. Xả dục rút ra. À, rồi đây là trò biến mất cái khăn. Rồi chúng ta có thể khi chúng ta đi chơi hoặc đi nhậu ở trên bàn có một cái mảnh giấy hay một cái khăn gì đó nhỏ nhỏ, nó giống như cái khăn, giống như miếng vải như thế này, chúng ta cầm lên chúng ta bỏ vô đi mất tiêu, mở vô mất tiêu, nắm lại thở vô rút ra. Rất là đơn giản, diễn mặt đối mặt, diễn sát nhau luôn, người ta họ nào không biết. Rồi vậy biến giấy thành tiền chúng ta diễn như thế nào? Biến giấy thành tiền chúng ta cũng sử dụng cái ngón tay giả luôn các bạn. Đầu tiên các bạn lấy một cái tờ tiền, các bạn gấp nhỏ nó lại, vậy gấp như thế nào cho đúng, không anh chồng, các bạn chỉ việc gấp 1/8 thôi, bỏ vô ngón tay như thế này. Rồi các bạn bỏ vô xong, các bạn bỏ vô trong túi quần. Như vậy khi chúng ta diễn, chúng ta nói lấy cho mình một tờ giấy đó, chứ đừng có lấy tờ tiền khán giả. Nếu các bạn lấy tờ tiền khán giả, sau khi biến ra tờ 500.000, khán giả giật cái tờ này, các bạn mất 500.000 à, chúng ta lỗ. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái tờ tiền vô đây. Rồi chúng ta bọc vô trong túi, chúng ta sẽ nói là bạn ơi cho mình mượn tờ tiền. Thì trong lúc khán giả móc tờ tiền ra, mình sẽ thò tay cho túi, đút cái ngón tay vô trong tờ cái. Rồi chúng ta để động tác như thế này, chúng ta có thể ví dụ như chúng ta có thể cầm cái ví như thế này, người ta cũng không biết mình đang có cái ngón tay. Hoặc là chúng ta cầm điện thoại như thế này, người ta có hoàn toàn không biết mình có ngón tay giả. Rồi sau đó khán giả sẽ đưa cho mình một cái tờ tiền mệnh giá thấp hơn 500.000, hoặc là một tờ giấy, đúng không? Rồi đây là một cái ví dụ, khán giả đưa cho mình cái tờ giấy. Sau khi khán giả đưa cho mình cái tờ giấy, mình sẽ thò tay vô cầm cái tờ giấy cho khán giả coi hai mặt. Các bạn thấy mình cho khán giả coi hai mặt đó, khán giả hoàn toàn không nghi ngờ. Và cho khán giả kiểm tra hai tay. Thứ nhất, các bạn giơ cái tay có ngón tay lên như thế này, cái ngón tay giả giấu sau tờ tiền, một. Rồi thứ hai, hai. Như vậy khi chúng ta làm như thế này, khán giả sẽ cảm giác hai tay của mình giống như vậy, người ta quên mất cái động tác đầu tiên mình đã làm vậy. Rồi chúng ta coi hai mặt, rồi không có tay cũng gì đó. Rồi rồi sau đó chúng ta sẽ xếp nhỏ tờ tiền này lại, xếp nhỏ là rồi chúng ta cầm lên khán giả coi. Và điều đặc biệt chúng ta có thể đưa cái ngón tay cái khán giả coi ra, khán giả hoàn toàn không nghi ngờ. Rồi sau đó chúng ta sẽ che lại và chỉ một giây thôi, tờ giấy biến thành tờ tiền. Thì nó sẽ cái động tác này nó sẽ như sau. Rồi các bạn sẽ như sau, các bạn sẽ cầm tờ giấy, các bạn che cái con mắt khán giả lại trước, che con mắt của khán giả lại. Rồi các bạn sẽ rút tờ tiền ra, bỏ tờ giấy vô, các bạn lấy tờ tiền ra. Đây, như vậy các bạn đã biến được tờ giấy thành tờ tiền. Và mình khuyên các bạn nha, khi mình diễn ảo thuật, các giải hỏi mày có biến giấy thành tiền được không, hay là mày biến cho tao 500.000 tao xài coi. Mình đừng nên làm theo yêu cầu khán giả mình, mà mình sẽ nói ngược lại như thế này: bạn vui lòng đưa cho mình tờ 100.000 hay 200.000, mình biến tờ 500.000 cho các bạn coi. Các giải khoái không? Cực kỳ khoái. Sau đó khán giả sẽ ngay lập tức đưa cho mình tờ 100.000 đó. Này này này, biến này biến tờ từ 500.000 đi. Lúc đó các bạn hãy bỏ sẵn tờ 500 đồng trong cái ngón tay, các bạn sẽ xếp lại và biến ra thành tờ 500 đồng. Ủa, hồi nãy mình hứa cho khán giả là nói tờ 100.000 để biến thành 500.000, nhưng sau đó các bạn sẽ biến ra từ 500 đồng. Lúc đó khán giả sẽ phản ứng liền, đúng không? Ủa, tự nhiên tờ 100.000 mà ta biến thành từ 500 đồng. Còn đối với mình sẽ phản ứng như thế nào? Nó ấy dạ. Ủa sao kỳ ta? Mình nhớ mình đọc thần chú đúng rồi mà sao tờ 100 đồng biến thành tờ 500 đồng chứ không phải là 500.000. Thôi em trả lại cho anh. Lúc đó khán giả có chịu không? Hoàn toàn không chịu, đúng không? Nói mày bắt đền cho tao 100.000. À, mình sẽ nói một câu vui như thế này: thôi xin lỗi anh, em học được có chạy à, còn học biến lại lần nữa em học không được, sư phụ em
đi Mỹ rồi, sư phụ em đi chơi, em không gặp sư phụ nữa, em học được có nhiều đó sư phụ mất tiêu rồi. Đó, như vậy thì đó cũng là một cái cách vui để các bạn mang đến một cái niềm vui cho nhân gian. Còn đối với những bạn trai thì đi tán gái hoặc là đi uống bia ôm thì sao? Chúng ta lấy giấy, chúng ta biến thành tiền, chúng ta bo cho người yêu, chúng ta bo cho tiếp viên, chúng ta bo cho đi uống bia ôm. Thì người ta nói trời, cái anh này biến giấy thành tiền không mà sao anh giàu quá vậy? Lúc đó thì ôi cái chuyện sau đó thì không ai biết được chuyện gì, các bạn tự quyết định nha. Còn mình tới đây bao nhiêu thôi. Rồi xin chúc các bạn diễn thành công với cái ngón tay giả, và cái ngón tay này nó gọi là thumb tip, trên tiếng Anh và tiếng Việt thì nó là ngón tay giả. Và làm sao các bạn có ngón tay giả? Các bạn có thể liên hệ với Ken Ken, thì các bạn hiện giờ shop mình đang bán cái ngón tay giả này thì giá của nó cũng tương đối là khá mềm. Các bạn có thể truy cập vào website aothuatvietnam.net, ở trên đó mình có bán rất là nhiều dụng cụ ảo thuật, và hy vọng các bạn sẽ tìm cho mình một cái món ngón tay giả có thể diễn được ảo thuật bất kỳ nào. Xin cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn diễn thành công.